cuối cùng thì mình cũng đã chiên xong rồi mọi người ơi. Bánh vẫn còn đang rất là nóng, nó rất là cứng nha. Đó, đây là bánh hình sợi. Nó dính mọi người ơi. Nó rất là dẻo. Đặc biệt là thấy nó rất là béo nha mọi người. Đến mùi bột của nó thì thơm, thơm dẻo. Khi mà ăn không như này thì làm nó chỉ là cái vị nhạt và chủ yếu là cái mùi bột của nó rất là rõ. Mình thấy là mọi người có chấm thêm với cả tương ớt này, rồi thì cả sữa đặc này. Và đây mình mua hai cái bịch bánh này thì mình đã được cái người bán này đã tặng cho một gói bột ớt này. Đó, và bây giờ mình định chấm thử cái bột ớt nhá. Đó. Không biết là nó có cay quá không. Đó. Chấm một ít thôi. Ở bên trong thì bột của nó là rất là dẻo. Còn hai cái mặt ngoài này mình rán ấy thì là nó giòn lên cho mọi người. Còn bên trong bột của nó vẫn rất là dẻo nha. Đó, giòn. Chấm cái bột ớt này rất là hợp. Cái bột ớt này là mùi thơm, cái độ cay thì vừa phải. Nó có một chút ngọt ngọt nữa. Đó. Bột bên trong của nó dẻo. Đây là màu tím khoai môn. Thì mình thấy cái vị béo và cái vị mùi của bột là hai cái vị rõ nhất ở chiếc bánh này.